Câu hỏi 12. Tài liệu nào xác nhận quyền của các cổ đông của hệ thống REN Skyway? Đây là truyền thống, phù hợp với pháp luật hiện hành. Cổ đông hay đúng hơn là nhà đầu tư vào công ty, trở thành cổ đông. Và nhà đầu tư người đã trở thành cổ đông nhận được các giấy tờ. Đầu tiên nó được ghi trong sổ đăng ký cổ đông của công ty. Đăng ký này được duy trì bởi nhà đăng ký theo luật pháp Anh. Có một ghi chép rằng có một người như vậy, có tên như vậy, sống tại địa chỉ như vậy, sinh ra ở đó, và sau đó có một giấy tờ nhận dạng, nghĩa là cụ thể là người này có được loại cổ phần này và trở thành cổ đông. Và vì cổ phiếu của chúng tôi được trả tiền, nghĩa là chúng không phải là giả, chúng được cung cấp tài sản riêng lẻ. Sau đó công ty không phát hành cổ phiếu mới, không đảm bảo, không trống rỗng như Mandori đã làm. Nhân tiện, cổ phiếu, anh ta có người giả, Mandori, hoặc tôi không biết gọi anh ta là như thế nào. Cổ đông nhận được gói đã được thanh toán, chỉ cần phân phối lại và tiến hành, và chúng tôi không tạo ra vấn đề mới. Cổ đông nhận được gói đã được thanh toán, chỉ cần phân phối lại đã được tiến hành, và chúng tôi không tạo ra vấn đề mới. Chúng tôi phân phối lại bên trong, không có phát hành bổ sung. Và anh ta nhận được, và nó đã được ghi chép trong sổ đăng ký, rằng cổ phần đã được thanh toán và anh ta nhận được, giả sử là 1 triệu cổ phần. 1 triệu cổ phần là gì? Giá trị của chúng ngang nhau, mỗi cổ phần là 1 bao. Vì vậy, anh ta sở hữu chủ sở hữu của một khối cổ phần trị giá 1 triệu bảng Anh. Nhưng anh ta đã mua hôm nay với giá 1.000 bảng, bởi vì những cổ phần này ngày hôm nay không được định giá cao. Bởi vì họ nói, và chỉ cho tôi, nó ở đâu, đây là một sự đổi mới, nhưng bạn sẽ không thành công, nhưng điều này hoàn toàn vô nghĩa, vân vân và vân vân. Có rất nhiều câu hỏi, và chúng tôi nói, mọi thứ sẽ diễn ra, chúng tôi sẽ làm điều đó. Và rồi ai đó tin, đã mua hàng ngàn, và chúng tôi đã đến đây, những giai đoạn này trong 3 năm chúng tôi nói với mọi người. Ngay sau khi chúng tôi làm, các cổ phiếu được mua ngày hôm nay với giá 1 phần 10 xu sẽ có giá trị 1 bảng Anh. Пенсия будет стоить фунт стерлингов.